Chào tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay em sẽ tiếp tục làm một video clip về một chiếc 7 chỗ máy dầu đang có tại Salon. Chiếc Ford Everest đời 2008 biển Hà Nội, màu phấn hồng, 30A49920. Con này theo em đánh giá một chiếc xe rất là đẹp. Sơn zin còn nhiều, gầm bệ chắc chắn, thì em sẽ đi vào phần gầm bệ và phần nội thất để các bác có thể tham khảo và xem được độ chất của chiếc xe này. Xe này hoàn toàn là chưa dọn rửa các bác nhé, vừa về mưa gió và cũng chưa có thời gian để dọn. Phần là mặt là ga lăng này, lưới tản nhiệt này, logo này. Đó, một chiếc phấn hồng đời 2008, giá 342 triệu, bao rút hồ sơ. Bác nào mà biển Hà Nội hoặc là lốc Hà Nội thì có thể đứng chiếc xe này đi hoàn toàn yên tâm mà không phải về sang tên gì cả, chỉ cần công chứng là được, công chứng đi là hoàn toàn yên tâm. Đây là phần gầm bệ rồi đây, cùng con ốc hoàn toàn vẫn là chưa dọn rửa gầm bệ nên là nó nhìn con ốc rất là đẹp luôn, máy nguyên, đèn sáng. Đó, nếu mà em dọn thì nó sẽ nhìn nó sẽ mới hơn. Và đây là rất là hình ảnh rất là chân thật nhất đây của chiếc xe này đây. Từ phần vỏ sơn xi đều là còn rất là mới, sơn zin nhiều, lốp mới luôn, lốp của mới thay, bốn quả lốp mới. 2008 vẫn là phong cũ các bác nhé. Bên kia con 209 nó vừa bán phong, vẫn là phong này thì nó cũng là chỉ khoảng 375 triệu thôi. Con này là 2008 thì nó thấp một đời khoảng 342 triệu bao rút hồ sơ. Bộ lốp này, xe hoàn toàn mới về và chưa dọn rửa gì cả. Nên là các bác đã thấy hình ảnh chân thật nhất của nó. Đây, phần gầm bệ sexy nguyên bản, người dân nữa đi nhà thì em về để nguyên nó. Máy móc êm, máy dầu nhưng rất là êm, con này máy ngoài máy dầu phấn hồng. Đây là phần nội thất này, Ford Everest 2008 máy dầu biển Hà Nội, con này có giá 342 triệu. Hiện tại Everest thì nhà em còn rất là nhiều, mới về hôm qua về ba con, một con màu đen nữa biển Hà Nội cũng nhiệt này, giá chung nó cũng bằng nhau khoảng 34 đến 345 triệu, hai không sinh nhau nhiều. Thì một con hai con 208 một con màu đen một phấn hồng này biển Hà Nội hết, một con 208 biển 37 màu đen nữa, em nào cũng đã làm video rồi. Và một con 211 212 mới về. Thì tại rất nhiều Everest máy dầu, nhiều vàng có con 211 đây 7 chỗ. Thì bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình. Em tư vấn chi tiết cho các bác về tất cả các dòng xe. Quay lại con xe này thì nó là 2008 máy dầu turbo các bác nhé. Turbo máy dầu đi cũng khá là tiết kiệm. 7,5 lít đến 8 lít dầu luôn. Để 26 vạn hơn. Đầy đủ một chiếc xe nguyên bản mới về. Đấy, những chi tiết này, trần phèo đây nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, không và không bảo nói không với lại đâm đụng ngập nước, và test lỗi cho các bác, đổi trả bảo hành 7 ngày nếu các bác nào mang đi qua gara hoặc mang chỗ nào tin tưởng mà người ta bảo có lỗi hoặc có dịch vụ taxi hoặc đâm đụng gì thì có thể mang đến trả xe để bác an toàn nhất cho người tiêu dùng. Con xe này cũng không có gì nhưng khác cũng có xe, những con xe khác em làm, nhưng mà nó thì tiện đây nó mới về thì em cũng tiện em làm luôn. Để các bác nào có nhu cầu mà muốn một con Everest mà biển Hà Nội thì có thể lấy chiếc xe này. Đó. Phần trần đằng sau rồi. Everest thì được cái nó rộng rãi hơn.
rộng rãi và nó máy dầu tiết kiệm hơn dòng xe khác một chút. Đó. Hầm hố hơn, gầm nó cao hơn Innova, cái dịch vụ khá là hợp lý với tầm tiền mà khoảng 340 triệu, 342 triệu. Em sẽ đi vào phần ghế sau nhé. Vô lăng củ số đây, màn hình vô lăng củ số đầy đủ. Đẹp, đời 2008 máy dầu. Phần gầm bệ đây, taxi gầm bệ đằng sau đây, rất là chi tiết. Máy nguyên bản, lốp mới, tải một cầu máy dầu. Phần ghế đằng sau đã được kéo lên. Bạn nào muốn chở đồ thì có thể chở khá là nhiều đồ với cốp xe của anh 7 chỗ này. Biển Hà Nội thủ đô. Một chiếc xe 208 máy dầu, giá nó rơi một khoảng 342 triệu, còn lọc lá và rút hồ sơ một chút thì bác nào quan tâm có thể liên hệ. Sau đây em sẽ đi vào phần máy của chiếc xe này. Và đây là phần máy của chiếc Eldes đời 2008 này. Đó. Máy móc nguyên bản, không bị một vết cà lê nào mà là động chạm gì cả, và đảm bảo không dịch vụ không đâm đụng ngập nước. Đó, máy này. Riêng cái mạnh ô tô là phải bảo hành những cái phần đó cho khách hàng để khách hàng yên tâm. Đó. Keo chỉ cambo đây, trời đang hơi tối một chút thì nó quay nó cũng không được chi tiết. Các bác có thể muốn xem chi tiết hơn, các bác có thể inbox qua số điện thoại gửi ảnh chi tiết cho các bác. Xe chụp hình ảnh chi tiết thì sẽ rõ hơn. Phần máy keo chỉ nguyên bản. Đó. Đây là phần máy này. Eldes 2008 biển 30 342 triệu bao rút hồ sơ này. Keo chỉ nắp cabo. Eldes thì các bác đang có nhu cầu rất là nhiều, và đặc biệt là biển Hà Nội. Các bác nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình. Zalo, Facebook đều có hết. Em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Trên đây là một video giới thiệu về chiếc Eldes 2008. Thì bác nào có nhu cầu, alo em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.